Chúng ta bây giờ hãy nói tới cái thông tin liên quan tới Ethereum Thì thông tin là công ty Rayscale lại mua thêm 38 triệu đô la Ethereum Các bạn cũng đã biết là công ty Rayscale là một công ty bây giờ đầu tư rất nhiều vào trong thị trường Ethereum này Và bây giờ đó các bạn thấy được là cái số lượng Ethereum mà dưới tay của công ty Rayscale lên tới là 4 tỷ đô la rồi 4 tỷ đô la này là họ đang mua cho những khách hàng của họ Và các bạn thấy là công ty Rayscale này đã, đã trong thời gian thường nhớ là khoảng chừng là gần 2 tháng là không chấp nhận người ta đầu tư vào quỹ đầu tư Ethereum thì bây giờ gần đây đó là công ty Rescale mở trở lại tôi nghĩ là một trong những điều tại sao mà họ không chấp nhận khách hàng mới tại vì họ không có đủ Ethereum họ cần phải kiếm một nguồn Ethereum mà họ có thể là thu mua với cái giá hợp lý tại vì các bạn thấy là không lý do gì mà một công ty đầu tư mà không chấp nhận khách hàng mới ngoại trừ là họ không có đủ sản phẩm để cung cấp thì sau khi mà chúng ta thấy là công ty Rescale mở trở lại tôi đã chia sẻ cách đây vài video để mà cho cái thằng mới tham gia đầu tư vào quỹ đầu tư Ethereum thì giá cả Ethereum đã dược bật và bây giờ vẫn đang ở mức là trên 1.600 đô. Chúng ta bây giờ hãy nói tới thông tin kế tiếp thì cũng liên quan tới Ethereum thì đáng tiếc là khi mà thị trường nổi như vậy đó thì một trong những cái tác dụng phụ đó chính là phí của Ethereum. Như bạn cũng đã nhớ là năm 2017 đó một trong những cái vấn đề rất lớn đó chính là phí của Bitcoin quá cao. Có lần là thường nhớ nên gửi một bitcoin hồi tháng 12 mà cái phí lên tới năm mươi mấy đô thì Ethereum một trong những điều chúng ta không ngờ là Ethereum thì cũng vậy các phí có thể lên tới 17 đô trong vòng ngày hôm qua các bạn thấy được là cái phí Ethereum bây giờ rất là cao khiến cho nhiều người họ không có sử dụng DeFi tại vì cái phí quá cao mà lý tại sao mà phí cao tại vì nhiều người đang sử dụng DeFi trên mạng lưới của Ethereum những cái dùng phi tập trung đó thì chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi đi tại vì các bạn thấy được là một trong những cái điều mà nhiều người trong thị trường này đó họ đang xem xét là đối với sự tiến triển này của Ethereum thì chúng ta có nên tìm hiểu những nền tảng khác hay là không cho nên các bạn thấy được là có những sự tăng trưởng như là Cardano Cardano chúng ta tuy vẫn chưa thấy những cái ứng dụng trên mạng lưới Cardano sẽ hoạt động như thế nào và cái mạng lưới này sẽ có hợp đồng thông minh như thế nào nhưng mà nhiều người bây giờ vẫn đặt rất nhiều đồng tin vào mạng lưới của Cardano và các bạn cũng nên biết là có rất nhiều đồng trong cái top 10 này thuận lưu trữ thì chị sẽ thêm một lát nữa để mà các bạn hiểu là thuận đang lưu trữ những đồng nào kế tiếp thì chúng ta sẽ nói tới cái thông tin đó chính là thông tin liên quan tới đồng binance và bnb thì đồng binance trước đây đó nhiều bạn hỏi thuận đồng này dùng để làm gì thì trước đây đồng binance sinh ra là chỉ để là các bạn có thể là giảm phí giao dịch khi mà các bạn sử dụng đồng bnb để thanh toán và sau đó thì đồng binance đã có những cái cơ chế như là đốt đồng có nghĩa là mỗi một quý thì sang Binance sẽ trích ra một cái số tiền để mà đốt đồng Binance Cho nên đồng Binance là một đồng mà nó sẽ mất đi theo thời gian Các bạn thấy đây chúng ta trở lại đồng Binance đi Thì các bạn thấy được đồng Binance hồi xưa đó là có tổng cộng là 200 triệu đồng Binance Nhưng mà sau này cái số lượng đồng Binance có chỉ còn 100 triệu mà thôi Tại vì mỗi một quý thì sẽ có nhiều đồng Binance bị đốt Khi mà công ty Binance kiếm có tiền thì họ sẽ mua lại đồng BNB và đốt đi Cho nên đây là một trong những cơ chế khiến cái đồng này có giá trị thứ nhì nữa là các bạn thấy được là đồng BNB này là một đồng mà nhiều người phải lưu trữ nếu như các bạn giới thiệu người lên trên sàn thì các bạn cần phải lưu trữ một cái số lượng ấn định đồng BNB để có thể là được trả cái phần trăm giới thiệu tốt hơn và cũng như là các bạn muốn cho lại phần trăm giới thiệu giống như thuần cho lại phần trăm giới thiệu cho các bạn khi các bạn sử dụng link Binance thì các bạn được giảm 20% gì đó đó chính là tại vì Thuận lưu trữ nhiều đồng BNB trên sàn cho nên có thể là có được cái cơ chế đó và thường lựa chọn là đưa cái phần trăm giảm đó trở lại cho mà nào mà đã ủng hộ sử dụng link của thuận capital thì ngoài chỉ đưa ra các bạn thấy được đó là những mà nào mà thích mua io thích mua những cái đồng mà mới ra lò trên sàn binance thì cũng cần phải có đồng bnb để có thể là có đủ vé để mà thu mua những cái đồng mới ra lò đó và đặc biệt hơn là bây giờ chúng ta thấy là binance bnb đó đã có binance chain có nghĩa là đây là một cái hệ thống mà chúng ta cũng cần phải lưu ý các bạn thấy là CZ của Binance rất là thông minh Đây là một người mà chưa bây giờ nói là muốn cạnh tranh với lại Ethereum Nhưng mà rất rõ ràng là bạn lưới của BNB này là càng ngày càng tiến tới để mà cạnh tranh với lại Ethereum Các bạn thấy được là chúng ta đi vào thị trường DeFi đi Thì những cái ứng dụng DeFi nổi tiếng như là Cream khi mà bấm vào Thì các bạn đi vào trang web chính của Cream đi để các bạn thấy rõ hơn. Thì đây là trang web chính của cái ứng dụng DeFi Cream. Đây là một cái ứng dụng tài chính tập chung mà các bạn có thể là có được lợi nhuận nên khi mà tham gia. Thì các bạn thấy được là một trong những cái hệ thống được hỗ trợ là hệ thống nào. Đó chính là BNB. Chúng ta có thể là bấm vào Go to App vào ứng dụng này. Và các bạn bấm vào Connect Wallet. Các bạn thấy được là Wallet. Trên đây một trong những cái ví là ví nào. Binance Chain Wallet. Cho nên một trong những cái hệ thống đó mà chúng ta cần phải lưu ý Giống như chúng ta nói tới bây giờ là các bạn đang quan tâm đến những mạng lưới như là chúng ta thấy là Polkadot hay là Cardano thì đây là những mạng lưới mà rất rõ ràng là muốn cạnh tranh với Ethereum Còn mạng lưới Binance Chain hầu như là hoạt động rất, rất âm thầm Và các bạn thấy được là mạng lưới này đó bây giờ là càng ngày càng tiến tới gần hơn đối với Ethereum, đối với Thuận Các bạn thấy được là đây là một điều mà chúng ta cần phải tiếp tục theo dõi Tại vì Binance Chain này cũng là một cái mạng lưới mà có thể cạnh tranh với lời Ethereum và các bạn thấy được là rất âm thầm có rất nhiều những ứng dụng đã bắt đầu là hỗ trợ mạng lưới bnb này rồi và đương nhiên thuận là một người mà lưu trữ bnb và nói tới đây thì đương chia sẻ với các bạn là những đồng nào thì đang lưu trữ như bạn cũng đã biết là thuận chia sẻ cái thông tin này ở trên trang web thuận Capital com các bạn có thể là đi vào trang web thuận Capital com đó sau đó các bạn bấm vào pages và sau đó các bạn có thể tìm thấy một cái link đó chính là cái link gọi là danh mục đầu tư các bạn bấm vào thì các bạn sẽ ra cái trang này và thường cập nhật rất là thường xuyên trên cái trang này là thường đang lưu trữ đồng nào và lưu trữ phần trăm là bao nhiêu và thường cập nhật trên trang web bắt đầu là từ tháng 11 của năm 2020 nhưng mà trước đây thì thường chia sẻ trên các mạng xã hội trong vòng 3 năm qua thì bạn có đã biết là thường lưu trữ những đồng nào và bao nhiêu và rất rõ ràng các bạn thấy được là với cái tăng trưởng của Ethereum trong thời gian gần đây và với cái sự mà tích cực trung bình giá trong thời gian gần đây đối với Ethereum thì bây giờ Bitcoin đó các bạn thấy được là thuận lưu trữ bây giờ phần trăm là 47,2% và Ethereum bây giờ là 42,7% có nghĩa là Ethereum phần trăm càng ngày càng tiến tới gần Bitcoin hơn trong chuyên mục đầu tư của thuận ngoài chi điều đó ra thì các bạn thấy được những đồng khác như là Synthetix, Link đó thì lưu trữ một ít mà thôi tại vì thuận cũng mới bắt đầu tích lũy à, Dương đọc Finance chúng ta có một thông tin không được tốt lắm đi qua tới bạn lưới này thường lưu trữ 0,26% Uniswap các bạn thấy là tăng trưởng liên tục trong hiện đây cho nên thuần lưu trữ bây giờ là phần trăm lên tới 3,13% Litecoin 1,51% Cardano 2,07% BNB Binance Coin 3,37% Đây là cái phần trăm mà thường lưu trữ và những đồng nào mà thường lưu trữ thì bây giờ phần lớn là những đồng lớn Và rất nhiều những đồng này đang có cái sự tiến triển rất là tốt Mặt giá cả như các bạn thấy đưa là Uniswap liên tục phá định mới Binance Coin liên tục phá đỉnh mới Ethereum, Bitcoin cũng vậy Cardano thì chưa phá đỉnh cũ nhưng mà vẫn đang tiến tới Những đồng khác như là bạn thấy là rất nổi tiếng như là Zone Finance hay là Polkadot Link Synthetic Cũng những đồng mà thường quan tâm Tuy nhiên lớn như bây giờ vẫn là hai đồng lớn Bitcoin và Ethereum Chúng ta bây giờ hãy nói tới cái thông tin mà không được tốt liên quan tới Zone Finance đi Thì các bạn thấy được là thông tin này là liên quan đến một cái vault như là cái DAI vault thì ở trên cái mạng lưới Zone Finance này để các bạn có nên nhớ là Thuần đã sử dụng DeFi ở trên mạng lưới này và thường đã làm rất nhiều những cái video liên quan tới và thường cũng đã làm rất nhiều những cái video liên quan tới Yield Farming thì cái nơi mà lưu trữ Dai Lending Pool đó đây là một cái hội lưu trữ đây là một cái hội lending ở trên ứng dụng Yield of Finance Yield Finance thì có rất là nhiều những cái ứng dụng lending nhưng mà Dai Lending Pool này là một trong những cái pool mà đã bị tấn công ngày hôm nay và những gì chúng ta biết được thì đã mất đi rất là nhiều tiền bây giờ đó thì cái thông tin chính thức được chia sẻ đó thì theo thường nhận được ở đây là cái người mà tấn công cái mạng lưới này đó là đã có thể là kiếm được 2,8 triệu đô la và trong khi mà cái nơi mà lưu trữ đã mất đi 11 triệu thì chúng ta vẫn chưa biết nhiều thông tin là tại sao lại có cái vụ hát này xảy ra và tương lai là như thế nào nhưng mà các bạn thấy được là dựa theo thông tin chính thức được chia sẻ bởi cái đội của Yen of Finance thì cái cách mà bị tấn công đã được khắc phục có nghĩa là sẽ không bị tấn công nữa nhưng mà dù sao nữa cũng mất đi một cái số tiền và đây là những cái nguy hiểm khi mà các bạn tham gia vào những cái token trên mạng lưới của Ethereum hay là mạng lưới của bất cứ một cái mạng lưới nào hay là bất cứ một mạng lưới nào? Tại vì các bạn thấy được nên là khi mà các bạn đầu tư vào Ethereum thì các bạn có những cái nguy hiểm để hướng trở lại con Gecko. Khi mà các bạn đầu tư vào Ethereum đi thì các bạn thấy được là Ethereum thì cái nguy hiểm đó chính là mạng lưới Ethereum có thể là bị tấn công, mạng lưới này có thể bị lỗi. Nhưng mà khi mà các bạn đầu tư vào những cái ứng dụng trên mạng lưới Ethereum thì các bạn ngoại trừ là chấp nhận nguy hiểm trên mạng lưới Ethereum ra các bạn còn phải chấp nhận cái nguy hiểm trên mạng lưới của cái token các bạn đầu tư có nghĩa là sao có nghĩa là cái mạng lưới Ethereum có thể là an toàn cái mã nguồn của Ethereum có thể là tốt nhưng mà cái mã nguồn của dự án đó không tốt thì cũng có thể dẫn đến những sự kiện đáng tiếc và đây không chỉ riêng là Ethereum mà chúng ta nói là ở trên những cái dự án sau này như chúng ta thấy được là những dự án ở trên Cardano Uh, Binance Chain, NEO, EOS thì cũng như vậy mà thôi Các bạn khi mà đầu tư một cái token trên một cái mạng lưới Thì các bạn phải chấp nhận nguy hiểm của mạng lưới Cộng với lại cái nguy hiểm của cái giao thức token đó Đây là điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn Chúng ta bây giờ uh, hãy nói tới cái thông tin Mà chúng ta đã, đã không nhìn tới trong vòng 2 ngày nay Đó chính là thông tin liên quan đến thị trường tài chính truyền thống Thì các bạn thấy được là sau cái vụ mà âm um sầm liên quan tới GameStop đó, thì bây giờ thì thị trường cũng đã ổn định hơn và chúng ta thấy được là chỉ số chứng khoán đã tăng trong thời gian 2 ngày qua. Chúng ta đang nhìn vào chỉ số S&P 500 thì trong vòng 5 ngày qua các bạn thấy được là chứng khoán đã có sự tăng trưởng trở lại, hồi phục trở lại. À, trong khi mà chúng ta thấy được là trong vòng mấy ngày qua thì đã có một cái số người lo ngại khiến cho giá cả đi xuống tại vì nhiều người lo ngại là cứ tiếp tục như vậy có nghĩa là cái trận chiến tranh giữa những người đầu tư thông thường và những người trên phố Wall đó sẽ dẫn đến là nếu như mà lỗ lã thì những công ty hedge fund của phố Wall sẽ bán những cổ phiếu khác để mà bù lỗ sẽ khiến cho cổ phiếu đi xuống nhưng mà bây giờ thì cái lo ngại đó đã giảm đi cho nên chúng ta thấy được là chứng khoán đã có sự hồi phục trở lại vàng thì các bạn thấy được là vàng đã xuống dưới 1.800 đô tuy hôm nay tăng nhưng mà các bạn thấy được là vàng đã không như là cách đây vài tháng khi mà vàng lên tới là 2.000 đô nhưng mà bây giờ đã xuống chỉ còn có 1 mà thôi nhưng mà các bạn thấy được là có gì khác biệt trên màn hình đó chính là bây giờ crypto đã trở thành một cái mục ở trang chính ở trên CNBC rồi nếu như các bạn nói thuận là 3 năm trước đây là một ngày nào đó crypto sẽ trở thành một cái mục chính ở trên trang CNBC thì thường không có nghĩ như vậy à, đây là một điều hoàn toàn bất ngờ thường cũng mới đi ngày hôm nay mà thôi có bạn bấm vào crypto thì đương nhiên có giá của bitcoin ethereum xrp trước đây các bạn có thể là bấm vào ở phía bên trên này à, bấm vào ba cái chấm này các bạn bấm vào những cái thị trường thì các bạn có thể là đi kiếm cái thị trường crypto bằng cách là đi theo cách này nhưng mà bây giờ đã nằm ở trên trang chính rồi và chúng ta thấy là ngoài chưa điều đó ra thì dầu vẫn rất tốt các bạn thì dầu bây giờ là 56 ,69 đồng 69 cent một thùng dầu đây là cái hợp đồng dầu hiện bây giờ chúng ta bấm vào hợp đồng dầu hiện bây giờ thì các bạn sẽ thấy được là trong cái thời gian là 6 tháng qua thì dầu vẫn tiếp tục hồi phục rất là nhanh đương nhiên tại vì bây giờ chúng ta đã lạc quan hơn về tình hình dịch bệnh thì đương nhiên là dầu sẽ tăng tại vì nhu cầu sử dụng dầu sẽ tăng lên trong thời gian tới đây khi mà mọi chuyện trở thành bình thường thì đây là những cái thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà theo dõi cái video ngày hôm nay thì ở phần cuối video này Thuận muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ một số những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital và nhiều bạn có thể biết là bản thân thuần chỉ thích hô và đầu tư dài hạn nên là trung bình giá thường thì không có thích trade hàng ngày nhưng mà thông tin này dành cho những bạn nào mà đang tìm hiểu những sàn giao dịch thì trước hết chúng ta có những ưu đãi liên quan tới sàn margin fx đây là một cái sàn margin nhưng mà hiện bây giờ là không có hỗ trợ hoa kỳ nhưng mà những cái nơi khác là có thể được sử dụng như là ở việt nam ở canada vân vân và bây giờ sàn fx đang có một cái đợt ưu đãi liên quan đến tết việt nam và trong đó chúng ta có những chương trình đầu tiên hết là cuộc thi demo có nghĩa là các bạn có thể là tham gia với tài khoản thử nghiệm nhưng mà có thể được được thưởng đọc tether và tổng giới thưởng trị giá lên tới 2998 chương trình thứ nhì là cạnh tranh tài khoản thật và các bạn thấy được là cạnh tranh tài khoản thật đó là chúng ta có thể đạt được cái tổng giới thưởng lên trị giá là 12.800 đồng USDT và cuối cùng hoạt động thứ ba là chia sẻ lợi nhuận với bạn bè để giành được thưởng may mắn và các bạn hãy được là cái tổng số giải thưởng có thể lên tới 1.103 đồng Tether. Để những cái thông tin căn bản các bạn có thể bấm vào cái link bên dưới này để tìm thấy những thông tin chi tiết hơn. Và ngoài ra như bài nào mà đăng ký tài khoản mới đó thì 20 người đăng ký đầu tiên sẽ được 1.000 điểm Snap, 80 người đăng ký tiếp theo sẽ được thưởng 500 điểm Snap và 100 người đăng ký tiếp theo sẽ được thưởng 250 điểm Snap. Và chương trình này các bạn thấy được là sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 1 và kết thúc vào ngày 4 tháng 2. Và đương nhiên các bạn cần phải sử dụng link giới thiệu của Thuận Capital bằng cách là bấm vào link đăng ký hay là các bạn có thể thêm vào cái mã là WQ38OB khi mà các bạn đăng ký sàn FX. Kế tiếp chúng ta sẽ nói tới một sàn khác cũng là một sàn margin nhưng mà có hỗ trợ US Trader đó chính là sàn LMT. Thì sàn này là một cái sàn mà hiện bây giờ các bạn thấy được là có deposit bonus, cái nghĩa là các bạn có thể được thưởng và giải thưởng có thể lên tới là 620 đồng USDT các bạn có thể được thưởng cái deposit bonus lên tới 400 USDT và cộng vào đó nữa là các bạn có thể được thưởng thêm 220 đồng USDT khi mà các bạn hoàn thành một số nhiệm vụ và sàn này là một sàn mà cho các bạn sử dụng margin cũng như là các bạn có thể là sử dụng những cái chức năng như là chức năng copy trade và kế tiếp chúng ta sẽ nói tới sàn Binance quốc tế sàn này thường nghĩ là không cần phải giới thiệu nhiều đây là sàn lớn nhất hiện bây giờ và các bạn tham gia thông minh liên quan thùng các bạn có thể được giảm 20% phí giao dịch thông thường và 10% phí giao dịch futures các bạn chỉ cần bấm vào 1,2 link này các bạn sẽ được thưởng cả hai khi mà bấm vào link đăng ký giao dịch spot các bạn sẽ thấy được là bên dưới sẽ để là kickback rate 20% đây là một chuyên dẫn chứng là các bạn có thể nhận được 20% giảm phí giao dịch khi các bạn đăng ký thông qua liên quan thùng cap video lần nữa các bạn chỉ cần đăng ký 1,2 link thôi thì các bạn sẽ được thưởng phần thưởng cho cả hai futures và giao dịch thông thường Kế tiếp là sàn Binance US. Đây là sàn mà dành cho những bạn nào mà đang ở Hoa Kỳ. Các bạn có thể tham gia vào. Và đương nhiên những dịch vụ mà thường mới vừa nói tới các bạn có thể là bấm vào cái link màu xanh lá cây đăng ký giúp hỗ trợ. Thì bên nhóm của Thuận sẽ cố gắng để mà trả lời những thắc mắc của các bạn khi các bạn sử dụng những cái dịch vụ này cũng như là kết nối với các bạn với lại những cái telegram chính thức tiếng Việt của những dịch vụ này. Và chúng ta cũng có sàn Bybit, một sàn margin rất nổi tiếng mà Thuận làm video gần đây. Các bạn thấy được là sàn này là một sàn mà hiện bây giờ cũng không hỗ trợ Hoa Kỳ Nhưng mà những bạn khác ở những nước khác thì có thể đã sử dụng Và bây giờ sàn Bybit đang có một cái chương trình rất là lớn Các bạn có thể được thưởng lên tới 620 đô la Và đây là một cái chiến dịch đang diễn ra và sẽ kết thúc vào ngày 5 tây tháng 2 và nói trở lại liên quan đến sàn MT thì các bạn thấy được là cái bonus này sẽ kết thúc vào ngày 26 tây tháng 2 cho những bạn nào mà có hứng thú. Chúng ta bây giờ hãy nói tới cái sàn mà rất đầu tiên ở Hoa Kỳ đó chính là sàn Coinbase. Đây là một cái sàn mà cho những bạn mới sử dụng, rất dễ sử dụng. Các bạn có thể là đăng ký thông qua link của thuận thùng Capital, Các bạn sẽ được tặng 10 đô la sau khi mà deposit và mua 100 đô la bất cứ một cái crypto nào. Kế tiếp nữa chúng ta sẽ nói tới ứng dụng BlockFi. Đây là một cái ứng dụng tham gia để mà các bạn có thể được lãi hàng tháng và bây giờ các bạn có thể được bonus deposit lên tới 250 đô khi mà sử dụng link của thuận capital. Đây là một dụ mà thường đã sử dụng gần như là một năm nay và kế tiếp đó chính là crypto khoan tôi nghĩ là nhiều bạn cũng đã biết là chúng ta sử dụng dữ liệu của crypto khoan rất là nhiều ở trên channel này và các bạn có thể được thưởng 30 đô la credit khi mà các bạn nâng cấp tài khoản thông qua link của thuận capital và đây là những dịch vụ mà thường muốn giới thiệu với các bạn thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay và thuận sẽ hẹn lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn